Hôm nay ngày 1 tháng 10, ngày 12 tháng 12 năm 2021, lần giao tiền thứ 35 cho cô Cảnh và thứ 29 cho cô Oanh, thứ 28 cho cô Toàn. Gia đình cô Cảnh và chị Oanh mỗi tháng 1 triệu đồng. Cho chị ứng dân ở Hà Nội và bác lắm cây chân xin cũ ở Mỹ tài trợ cho hai gia đình này. Gia đình cô Cảnh, cô Toàn 1 tháng 500.000 đồng, cho anh Tú và Phú Yên hỗ trợ cho gia đình này. Nhân đây thầy xin thay mặt chính quyền địa phương sở tại như hội Hoa Đức chân thành cảm ơn ba vị ân nhân, nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho quý vị thân khỏe tâm an, gia đình hạnh phúc sum vầy, làm ăn phát đạt để có điều kiện thuận tiện hỗ trợ thêm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như những gia đình này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thích Thích Ngọc, con xin cảm ơn Đức, con xin cảm ơn Lâm Thầy, xin cảm ơn Phú đã giúp được gia đình con một tháng 1 triệu cho các cháu có cơ hội vui chơi ạ. Con xin cảm ơn ạ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy chị Thích Thích Ngọc, con xin cảm ơn hội đạo Đức, và con xin cảm ơn anh Tú đã giao hộ cho con hàng tháng cái tiền 500 triệu đồng. Xin cảm ơn chị gái anh dành nhé, hà nội cảm ơn thầy Ngọc và chủ trì chùa Ân Thái, và cảm ơn hội Hoa Đức đã chào cho gia đình tôi 1 tháng 1 triệu cho thêm tiền phúc cho vợ con. Xin cảm ơn.